Xin chào anh em nha. Thì thời gian qua nhiều bạn hỏi mình là làm sao mà để mua được cái vé trận bóng đá Việt Nam gặp Nhật Bản nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho cả nhà luôn, anh em khỏi thắc mắc nữa nhé. Và anh em nào mà có hứng thú thì lập một cái group để tới ngày anh em cùng đi xem nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xem. Thứ nhất đó là địa điểm nó sẽ tổ chức tại sân vận động Saitama nhé. Địa chỉ thì mình để trên đây. Thì lát nữa mà anh em nào có muốn xem thì vào cái file download ở dưới cái video hướng dẫn này, nó sẽ có mình để cái link của cái file doc này nhé. Thứ hai đó là thời gian là vào ngày 29 tháng 3 nhé, và dự kiến mở bán là ngày 15 tháng 3 thì mới mua được vé. Thì ba cái cách mua vé thì các bạn có ba cách mua. Thứ nhất là mua combini, cách này quá đơn giản rồi, ra combini hỏi nó là nó bán thôi. Giá vé thì mình chưa có biết cụ thể nhé, đang cập nhật. Cái thứ hai là chạy thẳng xuống sân mua luôn. Thì mấy bạn mà giờ gần sân vận động ở Saitama thì xuống mua cho nhanh, khỏi phải mất công. Và ba là cách mà các bạn hay mua nhất là mua qua mạng. Mua cái này thì các bạn có thể trả tiền vé bằng thẻ Visa, hoặc là đi ra combini thanh toán cũng được, hoặc là sử dụng PayPal. Nói chung có nhiều cách thanh toán, mà cái này nó đang là cập nhật 15 tháng 3 là mở bán nhé. Đấy, thì mình sẽ để cái link đăng ký là của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản nhé, của V-League. Thì mình làm video này cũng muốn hướng dẫn anh em, rồi sẵn tiện anh em nào có chung đam mê thì lập một cái nhóm để tới ngày anh em mình đi cổ vũ nhé. Các bạn xem cái cách mà đăng ký bên cái V-League này để mà các bạn mua vé ngày 15 sẽ mở bán, thì các bạn sẽ xem hướng dẫn video của mình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đăng ký vé nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào cái link của mình nè. Đấy, bạn vào cái link, xong các bạn nhấn vào đăng ký với Facebook nha, hoặc là thay quốc gì cũng được. Đấy, các bạn vào đăng ký Facebook thì nó ra cái bảng như thế này. Đầu tiên các bạn điền email, sau đó là ID của bạn để đăng nhập là email của bạn, sau đó bạn nhập mật khẩu, rồi ngày tháng năm sinh, tên, giới tính, rồi mã số bưu điện, địa chỉ. Mục đích là để xác nhận danh tính thôi. Lưu ý là ngay chỗ mà cái họ và tên á, là các bạn viết bằng chữ katakana nha. Viết bằng chữ thường thì nó không có nhận được. Đấy, sau khi mà điền hết mấy thông tin này thì các bạn nhấn tiếp theo. Đấy, tới khúc này là các bạn xác nhận lại thông tin của mình nhé. Rồi sau khi mà xác nhận thông tin đó thì các bạn đã có một cái tài khoản rồi. Thì mình sẽ để một cái link gọi là link mua vé ở dưới cái đường dẫn của Facebook này nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào link đó và các bạn nhấn vào mua vé, rồi các bạn chọn thanh toán là xong nhé. Ngay chỗ đây là các bạn đã đăng ký thành công rồi nè, bạn có tài khoản rồi.